Hey, hello anh chị em. Thì hôm nay trong hệ thống khách hàng chúng ta, câu lạc bộ tự học IELTS, mình nhận được cái vấn đề là mọi người không biết cách take note, đúng không? Tức là bây giờ cái speaking part 2 là không tận dụng được 1 phút, không biết note gì. Bây giờ có note thì cũng không hiệu quả. Cho nên là Huy đến chính là những cái hướng đi, đúng không? Trên mạng mọi người cũng biết rồi. Nhưng mà ở đây Huy có cái hướng đi mà personal favorite của Huy, cái tôi thích nhất ha. Rồi tôi sẽ trình bày cho mọi người. Tôi lấy đại cái đề nó vừa rồi nó ra trong cái quý ha, cái đề hôm qua. Hôm qua có cái ông khách bị thi đúng không? Lấy cái đề đó luôn. Để tôi lấy một cái ví dụ minh họa thôi chứ tới đây tôi không có mẫu cho mọi người coi cái gì đâu nha. Rồi cái cách tiếp cận của Huy mọi người biết là lúc nào nó cũng phải thành một cái câu chuyện đúng không? Tức là bởi vì mình đang mặc dù là đi thi thôi nhưng mà vẫn phải có cái yếu tố giải trí cho giám khảo, tại vì khi mình giải trí thì rõ ràng là người ta chấm đỡ chán và mình cũng đỡ chán đúng không? Mình tin vào cái câu chuyện mình hơn. Chứ còn anh chị em nghiêm túc quá thì lại chết dở. Nha. Thì mà đã là câu chuyện thì cá nhân Huy đi theo cái sườn là 4 yếu tố chính. Đúng không? Là bối cảnh, dẫn dắt, cao trào và ngã ngũ. Tức là sao? Tức là bây giờ 2 phút á, đúng không? Thì mỗi thằng thì cái tỷ lệ nó khác nhau, đôi lúc là bối cảnh tức là trình bày cái background á, tức là cái chuyện gì xảy ra đúng không? Tóm lại là hôm nay tôi nói gì, rồi những nhân vật nào có trong đó đúng không? Thì đâu đó từ 20 cho đến 30 giây gì đó tùy mọi người đúng không? 20 đến 30 giây. Còn cái phần dẫn dắt tức là anh chị em nói xem là những cái sự bối cảnh đó là nó sẽ đang xen với nhau như thế nào và cái chuyện gì mà nó xảy ra để mà nó dẫn đến cái tiếp theo là cái cao trào, thì cái này cũng 20-30 đúng không? Tùy mọi người đúng không? Cái cao trào là cái mình thường mình sẽ dành nhiều thời gian nhất. Đúng không? 40-50 giây gì đó đúng không? Nó tùy vào cái tình hình là cái tài nguyên phía trước là anh chị em dùng như thế nào. Thật ra đi thi tôi cũng nói rồi đúng không? Câu chuyện mình mà nói mà nghe được đúng trọng tâm mà không chừng giám khảo người ta cho thêm thời gian thì lại ngon đúng không? Rồi, thì cao trào là cái mà hấp dẫn nhất, tức là cái chuyện gì đó mà kinh thiên động địa xảy ra mà nó là cái mà cái thứ người ta đang mong chờ. Đúng không ạ? Tôi nghĩ nha, thường thường cái này giống chẳng hạn cái đề là mô tả một lần mà bạn vượt qua khó khăn trong trong việc mà mọi người doing something and then succeeded á, thì cái cao trào nó là liệu là ai giúp bạn đúng không? Hoặc là cái cách mà bạn vượt qua cái nghịch cảnh nó như thế nào, đúng không? Thì theo tôi nó sẽ là cái cao trào. Again là nói mọi người rất nhiều lần là không nhất thiết phải đi theo cái sườn đâu nha. Tôi thấy trên mạng có nhiều người đăng mấy cái gì mà bắt buộc đi theo sườn gì đó rồi phải tuân thủ gì đó, thì tôi nghĩ cái đó là không 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 cần đâu ha. Bằng chứng là đi thi là rất nhiều khách hàng, thực ra người ta nói là you can, mà tức là người ta nhấn mạnh trong cái đề là bạn có thể đi theo, nhưng mà doesn't mean lúc nào anh chị em cũng phải bám vào đó làm cái gì nhá, nó không có cái tác dụng gì đâu, đúng không? Ai nói với tôi là nhưng mà bây giờ chị không nghĩ ra được ý tưởng này kia nên chị phải dựa vào cái đó, thì đúng đúng là như vậy, nhưng mà cái đó là do mọi người gọi là chưa có cái kinh nghiệm thôi, chứ còn nếu mọi người đã có kinh nghiệm rồi thì rõ ràng là anh chị em kể cái câu chuyện mà nó đi theo cái mạch của anh chị em nó mới make sense, đúng không? Thôi nếu mà nói chung ai muốn đi theo cái đó thì cũng được ha, nhưng mà đó thì Huy nói đó, tức là cái mạch của mình á, thì cái câu chuyện nó khác với xã hội thì nó sẽ ổn hơn. Cái gì đó mà cả xã hội nó biết thì chỉ còn xương thôi chứ vào rất là khó anh chị em nhé. Thành ra Huy xong bây giờ đi theo cái người ta khuyến nghị, mặc dù là vẫn có những cái ý người ta khuyến nghị, nhưng mà mình không sắp xếp cái trật tự giống nó và mình cũng không làm cho cái câu chuyện mình có vẻ là nó phải nhất thiết là đi theo cái sườn này ha. Rồi thì đó, bối cảnh dẫn dắt, cao trào, ngã ngũ. Còn ngã ngũ là cái gì hả? Cái mà khoảng chừng 20 giây cuối cùng á, tức là mình giải quyết cái cao trào như thế nào, mọi chuyện nó xong như thế nào và mình rút được cái gì, điều gì. Rồi một số lúc mình sẽ ra rút được cái điều gì, đúng không? Rồi. Vậy thì cái bố cục, chẳng hạn như cái đây là cái tờ giấy A4 mà người ta phát cho anh chị em để anh chị em nháp á, đúng không? Thì bây giờ mình làm cái gì trong đây? Huy sẽ chia nó ra làm hình tròn và làm 4 cái miếng bánh. Với mỗi miếng bánh là 25% là một góc phần tư, hay là tôi sẽ làm gì làm anh chị em. Anh chị em coi nha. Rồi, đây cái miếng bánh đầu tiên của tôi á, là tôi sẽ lúc nào tôi cũng mấy cái mà tôi vẽ đây á, là không phải vô phòng thi tôi không có vẽ ra gì đâu nha anh chị em. Thật ra ai muốn vẽ cũng được đúng không, ai muốn vẽ nhanh thì nó tùy anh chị em. Nếu mà những cái người mà giống như là visual giống tôi, tức là những cái người mà thích hình ảnh các thứ như tôi, thì tùy anh chị em thôi, anh chị em vô chặt ra đúng không, nhanh mà đó. Còn nếu không thì anh chị em cứ tưởng tượng thôi ha, tức là tôi vẽ đây cho nó đẹp để tôi trình bày PowerPoint thôi nha anh chị em. Là lúc nào tôi cũng sẽ có một cái liên từ gì đó để tôi dẫn vào câu chuyện, đúng không? Thì cái câu chuyện đầu tiên là cái bối cảnh, đúng không? Cái tiêu chí đầu tiên là bối cảnh. Vậy thì lúc đầu mới vô anh chị em sẽ nói những thứ như là ơi, hôm nay em nói gì đó anh ơi, em nói về cái chủ đề này nè đó, rồi xong rồi bắt đầu mình nhập 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 vai đúng không, vô đúng không? Thì tôi sẽ nói là way back when I was 10, tức nghĩa là hồi xưa, ngược dòng về trước đúng không, rất là xưa về trước, là khi mà tôi mới có 10 tuổi thì chuyện gì đó xảy ra đó. Thì cái liên từ đó nó nhắc cho tôi nhớ là tôi phải đảm bảo được cái yếu tố là cái mạch văn của tôi, để cái fluency tôi nó tốt, mà tôi còn tranh thủ tôi ghi thêm chút xíu cái từ vựng gì đó đúng không, tức là đây là một cái thể loại mà cái cách diễn giải mà nó hơi bị idiomatic xíu đúng không, giống như là kiểu là tôi còn kéo dài chứ quay ra, giống như mấy đứa giờ đúng không, nó hay nhấn mạnh mấy cái từ nào đó nó kéo dài đúng không, thì cái đó tôi nghĩ cũng là cái chiến thuật hay. Rồi tức là mình sẽ có cái liên từ ở đây ha, và tôi sẽ đúng không, mà tôi sẽ ghi trong cái vòng tròn, cái góc phần tư đó, tôi sẽ ghi những cái từ
những cái từ vựng mà tôi nghĩ là nó quan trọng với tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ paraphrase từ đó, chẳng hạn như difficulties ở đây tôi sẽ cố gắng nghĩ cái từ gì đó challenging. Ở đây mọi người lưu ý là Huy đang làm cái kiểu của Ben 6, 6.5 gì đó ha, tức là vừa vừa thôi chứ Huy không có spam mấy cái từ gì đó mà không ai biết hết ha. Tại vì đây mình đang nói cho phần chung mọi người ha, còn vô lớp mình nói mấy cái cao cấp mọi người ha. Thì tức là đó, challenging thì là cái từ này tôi nghĩ là cái câu chuyện tôi là tôi sẽ dùng cái gì đó, đó ở ở cái chỗ này, cái từ vựng mà tôi cảm thấy là trong cái bối cảnh nó sẽ phù hợp. Thì chẳng hạn như mình nói là lúc đó tôi phải làm một cái việc gì đó, chẳng hạn học đàn, học gì đó rất là challenging, đó, học đàn guitar đi đó chẳng hạn đi ha, học đàn guitar đi. Rồi thì qua cái hai là cái dẫn dắt đúng không, tức là cái mà nó bắt đầu nó đề ba, nó sắp xếp mọi thứ, nó chuẩn bị trong cái cuộc cao trào đó đúng không. Thì đó tôi lại có một cái liên từ là at first. At first là gì đây, tôi chuẩn bị sẵn cho anh chị em đây, khỏi phải ra từ điển nè. At first, theo như Cambridge Dictionary, nó thuộc về cái thể loại idiom ở bên B1 là at the beginning. Tức là thoạt đầu, đúng mà, thoạt đầu. Nhá thoạt đầu, nhá thoạt đầu thì coi như là tôi mém mém xíu nữa tôi give up. tôi suýt give up. Nhưng không, đúng không? Thế gấp nhưng không, đúng không? Tôi nghĩ là cái chơi học đàn guitar là nó impossible luôn, nó quá là painful, nó quá là đau tay, hoặc là nó cái hợp âm nó quá khó gì đó ha. Thì những cái đó là tôi sẽ ghi những cái từ mà tôi nghĩ là tôi sẽ quên, những cái từ đắc địa mà tôi muốn dùng mà tôi nghĩ tôi quên đúng không, tôi sẽ ghi vào. Còn cái nào tôi chắc chắn tôi nhớ tôi sẽ không, tôi ghi ha. Rồi rồi cái thứ ba là gì, cái cao trào tôi sẽ ghi là it turn out. Lúc nào mọi người cũng thấy là tôi có cái sự mà it, coi như là sao ta, lúc nào tôi cũng có cái sự turn out này, tôi có cái sự từ nối đúng không, tức là lúc nào tôi cũng sẽ có cái này để tôi cảm thấy là cái fluency tôi nó sẽ tốt. Đó là cái trick của Huy, lúc nào Huy cũng sẽ đề cao cái vấn đề dùng linking, chứ nếu mọi người không có linking thì cái bài nói mọi người nghe rất là máy móc ha. Thì theo như từ điển Cambridge nó định nghĩa, turn out nó có nghĩa là happen, tức là nó xảy ra, mà thường thường á, là cái thể loại xảy ra này là giống như là unexpected mọi người ha, nó giống như kiểu nó không phải là xảy ra mà nó là hóa ra đó, đúng không? Tức mọi chuyện nó bị là biến hóa khôn lường, nó lại xảy ra cái kiểu mà tôi không dự đoán được trước, nó unexpected ha. Vậy thì với cái sự guidance đúng không, với cái sự guidance của cái người cô giáo xinh đẹp, họ là chắc được xinh đẹp ha, người cô giáo hoặc là người thầy giáo đi ha, người thầy giáo đúng không, và với cái sự devotion tức là cái sự tận tụy, thì cuối cùng tôi đã về bờ đúng không, tôi đã thành công học guitar gì đó ha. Thì đó là cái cao trào đúng không, tới ban đầu mình nghĩ là nó gần như là không thể luôn, nhưng không, nó rất có thể, nó hoàn toàn khả thi. Rồi nhá, thì đến cái phần cuối cùng là cái phần ngã ngũ, tức là cái câu chuyện nó xong rồi, tôi chiêm nghiệm lại mọi thứ. Thì khi chiêm nghiệm lại chúng ta có cái cụm từ là in retrospect, hoặc cái từ gì mà C2 nghe kinh phết nha, không ngờ luôn á. Theo như Cambridge nó định nghĩa là thinking now about something in the past, tức là ngẫm lại thì nhìn về quá khứ thì có vẻ như cái người cô đó là cái người cô rất là inspiring đúng không, hoặc là mình nói là thật ra là nó cũng không khó như mình tưởng đúng không, nó không phải là challenging là as I expected đúng không, nó cũng được đúng không, chỉ là mình cho nó chút xíu niềm tin vào cuộc sống thôi, thì học guitar nó cũng sẽ dễ thôi chẳng hạn như vậy ha. Rồi và đó là cái cách mà Huy sẽ đi trong cái nốt đúng không, và mọi người nhớ là cái mà tôi ghi đây là tôi ghi cái form chuẩn. Còn đi thi tôi không có ghi vậy đâu, tôi gạch mấy cái này nè, tôi đâu có, nếu mà mình ghi impossible là mình tự biết là impossible đúng không, hay là mình inspiring mình ghi inspire thôi, tự mình phải biết chứ đúng không, chứ còn mình ghi mình full form ra thì bao giờ mới xong, còn chữ quay đừng có ngồi kéo dài ba chữ y đi ha, cái này là cái kỹ thuật mình nói rồi. Thật ra tôi không ghi way back đâu, tôi ghi là way, tôi ghi là way way back cái kiểu mà when I was 10, mà tôi ghi là way back 10 đúng không, tức là tôi tự biết cái khúc ở giữa ha, tôi phải thuộc cái cấu trúc đó chứ, cái ghi này chỉ là nhắc mình nhớ thôi. Còn anh chị em nào mà nói là ghi mà để kiểu như phòng thi để nhìn vô cái đó để nói là không có đâu nha, nó chỉ là nhìn vô cái đó để mình nhớ lại chứ không phải là đọc cái script đâu nha anh chị em. Rồi chữ này là mình ghi là chữ retro thôi đúng không, in retro thôi chứ đâu cần chữ spec làm gì, mình biết là cái gì rồi. Chỗ này turn out kiểu ghi turn out thôi cũng được ha, khỏi ghi từ ít đó, thì chữ nào bỏ được thì bỏ đúng không, chữ nào ngắn thì ghi thì nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình hơn. Rồi thì nhắc lại lần nữa là cái hệ thống của Huy đi theo cái kiểu là, thứ nhất tôi quản trị thời gian. Một cái vấn đề thường gặp là anh chị em nói không biết bao giờ mới vô cái trọng tâm chính, và không biết là mình sẽ rải từ vựng ở đâu ha. Thì cái kiểu này của Huy thì nó cho phép Huy lúc nào cũng có từ nối, tôi đảm bảo yếu tố fluency, và tôi biết cái cao trào mình lúc nào nó cũng nằm ở khúc giữa, tức là khoảng chừng từ 1 phút cho đến 1 phút 30 giây. Cái thời gian mà tôi nghĩ giám khảo tôi sẽ cảm thấy đắc địa nhất á ha, nó ở cái khúc đó tôi dành nó cho cái cao trào. Đúng không? Tôi sẽ dành nó 40 giây. Đó, rồi lúc nào tôi cũng sẽ có cái ngã ngũ, tôi make sure là tôi cho giám khảo cái tín hiệu là em xong rồi đó anh ơi, anh làm ơn anh hỏi em tiếp đi, kiểu giống vậy để cho người ta đỡ bị kỳ đúng không, mình không biết là mình đang làm gì và tránh cái việc câu chuyện mình đã bị lê thê. Dạ rồi thì đó là cái hướng tiếp cận của Huy, và nếu anh chị em có nhu cầu gọi là muốn Huy feedback review speaking gì đó, xếp lịch với Huy thì mọi người liên hệ theo cái contact bên dưới ha. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau, bye.